Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình Trung Quài đây. Thì hôm nay bên mình lại có một số mã máy thì lên giới thiệu cho mọi người này. Hôm nay mình có mấy mã cỏ này. Thì tất cả những máy bên mình nhá đều được bảo hành 3 tháng nhá. Mọi người mua hàng này chỉ cần cọc này, sau gửi cho mình số điện thoại, địa chỉ nhận hàng này là mình gửi máy cho mọi người nhá. Trước khi nhận máy mọi người kiểm tra nhá. Máy ok giống như tình trạng mình báo, chuẩn trên video hoặc trên Zalo thì mọi người nhận máy rồi thanh toán nốt tiền cho shipper nhá. Mình để số điện thoại của mình ở phần mô tả hoặc là phần bình luận nhé. Mọi người mua hàng thì kết bạn qua số Zalo ở trên mình đấy nhé. Thì mình sẽ tư vấn mọi người nhé. Hôm nay đầu tiên mình lên cho mọi người con iPhone 6 đi. Đây. Con này là mình báo mọi người là con này là bypass nhé. Con này không nghe không lắp sim nghe gọi được. Nói chung là chơi game với lại xem phim thì ok, nhưng chỉ không nghe gọi thôi. Con này iPhone 6 thường này, 64GB nhá, màu vàng nhá, hình thức đẹp nhá. Những cái này là bẩn này, tí mình lau cái là hết này. Con này mất vân tay thôi, còn pin thì pin 100. Con này là con bypass nhá, 64GB. Mình để cho người với giá là 600.000. 600.000 nhá, cộng sạc ốp cường lực, gọi là cộng full phụ kiện cho mọi người nhá. Bạn bảo hành 3 tháng, con này mình đảm bảo là bên zin màn zin. Như đây, nó mất vân tay nên mình cho hôm trắng vào. Đã mất vân tay rồi thì nói chung là nó không quan trọng vân trắng vân đen gì đâu. Mình bán giá mất vân tay luôn mà. Để cho người với giá là 600.000 nhá, cộng phụ kiện này. Con đầu tiên là con iPhone 6 nhá. Tiếp theo là mình lên cho mọi người con iPhone 7G đi. Đây. Con 7G này là con này hôm nay mình quay này nó hơi. Đây, 7G này là full chức năng nhá. Con này 128GB, bán Hàn Quốc. Máy mình bao main zin màn zin nhá. Pin thì pin thay luôn. Mình báo luôn là pin thay. Thay pin xịn luôn. Pin này thay mới 100%. Đây. iPhone 7G này, bán Hàn Quốc này, KH này. Nhưng mà con này là 128GB nhá, full chức năng. Mình để cho mọi người giá là 2 triệu đồng. Để rẻ cho mọi người thôi, 2 triệu, 128GB, pin 100, main zin, màn zin, pin thay, còn mọi chức năng full chức năng nhá. 2 triệu, 7G, 128GB. Mọi người kết con nào thì ebook qua Zalo số điện thoại của mình nhá. Tiếp theo, đây, hôm nay mình về được một ít sạc này. Sạc nhanh nhá, đây nó có hai loại. Mọi người nhìn thấy rõ không nhỉ? Một cái là sạc vuông này, một cái sạc 2 tầng này. Đây. Nói chung là sạc này mình bảo hành 6 tháng cho mọi người luôn. Sao hôm nay nó mờ mờ, quay mờ mờ nhỉ? Sạc nhanh bên mình mọi người mua nhá. Nếu mà mọi người mua máy từ trên 7 triệu đồng thì mình tặng mọi người sạc nhanh. Còn mọi người mua những máy kia thì mình sẽ tặng sạc từ XS đổ xuống nhá. Nói chung là sạc vẫn ok. Thì mình để cho mọi người sạc nhanh này với giá là 150.000 nhá. 150.000 này, sạc nhanh một bộ nhá. Một bộ là 150.000 nhá, bảo hành 6 tháng mọi người nhá. Đây, tiếp theo này mình lên cho mọi con Samsung Tab 7. Con này là con này to quá, mình cầm một tay nó không chết. Mình cầm một tay nó không ấy. Đây. Mọi người nhìn này. Tab 7 nhá. Ô. Vút lên. Đây mình cầm một tay nó vút hơi khó này. Con này full chức năng nhá. Đây. Mình xem cho mọi người này. Con này máy đẹp luôn. Đây. Không một vết xước nhá. Mình để cho người giá là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng nhá. Đây, iPhone Tab 7. Samsung Tab 7 nhá. Không một vết xước, 3 triệu đồng. Ôi, con này to quá, mình bỏ riêng ra này. Xong con Tab 7 đi. Đây, tiếp theo là mình lên cho mọi người một con gì đây? iPhone 7 Plus đi. 7 Plus màu hồng này, full chức năng nhá. Con này bản VNA luôn. Hạ máy keng nhá, mình để cho mọi người với giá là 3 triệu 7. 3 triệu 700 nghìn đồng nhá, pin 100. Con này hiện tại đang hết pin. Nói chung là tình trạng mình báo máy như nào là như vậy. Không đúng thì mọi người cứ trả lại hàng cho mình nhá. Con này pin 100. Bản VN 7 Plus màu hồng. Mình để người giá là 3 triệu 700.000 đồng nhá. Xong này. Tiếp theo là mình lên cho mọi người con gì đây? Con gì rẻ rẻ đây? Đây con XR màu cam đi. Hôm trước có hai con mình bán xong một con này này. Mình để cho người giá con này hết pin rồi. À không, con này còn pin nhá. Con này full chức năng này. Pin 87 này. Đây con này pin 87 nhá. Máy Hàn Quốc nhé. Mình để cho mọi người với giá là 64GB này. Con này mình để cho mọi người với giá là 5 triệu 700 nghìn đồng. Cộng cường lực sạc ốp này. Con này máy không một vết xước luôn. Hàng keng nhá. Pin 87 full chức năng. Màu da cam. Màu sáng luôn. Thì tiếp theo hôm nay mình lên cho mọi người con XR độ 13 Pro. Con này là màu vàng nhá. Con này màu vàng này. Màu vàng gold nhá. Full chức năng nhá. Sau này mình quay video nó cảm thấy nó hơi mờ mờ nhỉ. Mình để cho người với giá là 6 triệu 700 nghìn đồng nhé. Con này pin pin bao nhiêu? Pin 92, pin zin luôn. Pin cực cao luôn, pin 92 nhé. Máy Hàn máy Nhật Bản nhé. ZAV. Nói chung là bảo hành 3 tháng cho mọi người yên tâm sử dụng. Đây hình thức thì đẹp như này, giống như thế này.
mình để cho người giá 6.700.000 đồng nhé, cộng phụ kiện, cộng full phụ kiện. Nói chung là tất cả những hàng bên mình đều được tặng phụ kiện luôn. Đây, tiếp theo là mình liên cho mọi con iPhone X đi. iPhone X màu trắng này. Con này là 64GB nhá, full chức năng nhá. Con này 5 triệu. Đi chung với 5 triệu ngang với giá 8 Plus luôn. Đây, mình xem là máy gì này. Sao này hơi bóng. Con này ui, con này pin 100 luôn nhá. Máy thì là máy gì đây? Máy này máy gì đây? KH Hàn Quốc nhá. Hình thức thì không một vết xước, keng nhá. Hàng keng. Không phải. Mình đi cho người với giá 5 triệu đồng này. Xong con iPhone X này. Nó đây, hôm nay thì mình còn vẫn một nhiều rất nhiều mã máy luôn. Tiếp theo là mình lên cho người con iPhone 8 Plus nhá. 8 Plus này. Full chức năng này. Con này mình để cho người với giá 4.500.000 nhá. Đây. Con này máy máy gì đây? Mình xem con này là máy gì nhá. Con này mình mới mua về này, mới thu về này. Con này máy Mỹ nhá, LLA này, 64GB mọi người nhìn rõ. Đây mình quay đây LLA 64GB nhá. Con này pin 100, full chức năng. Hình thức thì như vậy, 64GB. Để cho người với giá là 4.500.000 đồng nhá. 4.500.000 riêng con iPhone 8 Plus này, để cho mình thu được cầu khách nó rẻ thì mình để cho người rẻ 4.500.000 nhá. Pin 100 màu trắng. Quá rẻ luôn. Tiếp theo chương trình là mình lên cho người con con này đi. Con này iPhone XS này. Con này hiện tại đang hết pin nhá. Màu đen, mình để cho người với giá 5.800. 5.800.000 đồng nhá. Pin 8x86 nhá. Pin zin luôn. 86 XS full chức năng, hình thức đẹp, màu đen. Mình để cho người giá 5.800.000 đồng nhá. Bảo hành 3 tháng nhá. Nói chung là tất cả những máy mình báo tình trạng như nào là như vậy. Không đúng tình trạng mọi người cứ bách hoàn hàng về cho mình, bên mình trả ship nhá. Đây, trên tay mình cũng là một con XS nhưng mà là màu gold này. Con này full chức năng, màu gold. Máy Hàn Quốc, con này máy Hàn Quốc nhá. Đây, mình để quay cho mọi người này. À đâu, con này máy Mỹ chứ, quên này Hàn Quốc, con này máy Mỹ nhá. Quên lô XS này mình về là máy toàn máy Hàn, máy lô máy Mỹ, máy LLA hết nhá. Con này pin 9x100 này. 9x to này. Hình thức thì keng này. Rồi. Mình có hai loại nhá, một loại pin 8x thì mình để cho mọi người là 6 triệu đồng. Còn pin 9x to á thì mình để cho mọi người là 6 triệu 1. 6 triệu 1 con này, pin 9x to. 9x từ 95 đổ lên đấy. Có mấy con, mình còn mấy con đây, trên kia còn một con nữa này. Mình để cho mọi người 6 triệu 1 nhá. Pin 9x quá rẻ luôn. 6 triệu 1 nhá. Tiếp theo là mình lên cho mọi người con đây, mấy con iPhone X rẻ đi. X rẻ thì mình để bao nhiêu nhỉ? Rẻ này là đây, con này 3 triệu. Màn sọc chứ là con này không phải con này, con khác. Đây. Con này nhá. Hôm nay mình quay một mình đơn giản nó hơi vất vả tí. Đây, mọi người nhìn thấy màn không? Con này mất Face ID này, 3 triệu. Màn thì như vậy, đây. 3 triệu nhá, hai con. Một con này 3 triệu nốt, màn sọc. Màu trắng. 3 triệu. Pin 83. Đây. Con này cũng mất Face nhá. Màu trắng. Màn như vậy, 3 triệu nốt. Rẻ hơn cả bởi Flut luôn. Mình bán giá bỏ màn. Tiếp theo là mình liên cho mọi người con iPhone 11 Pro đi. Đây con này máy quá còn pin. Thì không còn pin này. Nói chung mình nhiều máy, mã máy quá nên là nhiều con hết pin mình không để ý được. Con này pin 87 nhá. Pin zin 87 luôn. Nói chung Pro này nó rất chi là nhỏ gọn mà hiệu năng nó khỏe này. Máy này là máy Hàn sao ấy. Con này máy Hàn nhá. Hình thức đây 64GB. Full chức năng nhá. Hình thức đẹp này. Mình để cho người với giá 9.200.000. Tặng sạc nhanh nhá. Cộng full phụ kiện với sạc nhanh. À đây, con này mình là con đẹp này. Đây. iPhone 11 màu trắng, full chức năng. Con này là máy pin 90 nhá. Con này máy Hàn Quốc thì phải. Con 11 này. Con 11 này máy KH nhá, Hàn Quốc nhá. Mọi người nhìn này, KHA này, 64GB này. Full chức năng, con này pin 90. Mình để cho người với giá là 7 triệu bao nhiêu nhỉ? 7.900.000. Đây con này chưa có bóc tem luôn này. Mới như thế này, không một vết xước. 7.900.000 không ở đâu mua được với giá này đâu. Mình đảm bảo mọi người là không ở đâu mua được với giá 7.900.000 mà pin 90 pin zin nhá, một máy đẹp như thế này. Máy Hàn Quốc. Đây tiếp theo mình còn mấy con đây còn ít cân mắc. Đi cái mắc này khê quá, bán đi bán lại này. Mình để cho người với giá là 7.200.000 nhá, full chức năng. Pin 81. Đây, hình thức thì phẩy, nói là zin phẩy. Mình báo là zin full nhá, nhưng mà là hàng phẩy. 7.200.000 đồng. Đây, mình còn mấy con này mình để nốt cho mọi người. Con này xa quá, mình phải với đây. Đây con này XS này. Con này hết pin này, cũng 6 triệu 1 này. Pin 9X to à.
9x100 to này. Từ 95 đến 97 tầm đấy. Cộng 6,1 triệu luôn. XS màu gold. Con 11 này, con 11 này có bán không? Con 11 này pin 95 8,2 triệu. Màu xanh, full chức năng nhá, máy hàn, bảo hành 3 tháng. Quá rẻ luôn. Xanh keng luôn này, không một vết xước nhá. 8,2 triệu. Mình báo nhầm nhá. Xin lỗi mọi người nhá. Tiếp theo là trên tay mình là XR. Con XR màu trắng. Con này hết pin nốt. Điểm gọi là 5,5 triệu, full chức năng. Đây. Vậy phẩy một tí đi này. Hôm trước có hai con mình bán được một con nhá. Còn một con 5,5 triệu. Tặng full phụ kiện. Tiếp theo trên tay mình là hai con 8 phần lốt. Đây mình xem con nào. Đây con này còn pin này. Full chức năng nhá. Mình xem nó là bán gì. Con này bán hàn này. KH này. Full chức năng này. Pin 8 pin zin nhá. Pin zin 87 phải. 83, con này pin 83. Hai con đều này như vậy. Mình để cho người với giá là 5 triệu. Rẻ ngang một ít này. 8 flut này. 8 flut thì nó khỏe hơn. Pin thì khỏe hơn, nhưng hiệu năng thì nó lại không khỏe bằng iPhone X đây. Hình thức keng luôn, không một vết xước nhá. 5 triệu đồng. iPhone 8 flut màu gold không một vết xước. Không một vết phẩy luôn, gần như là không một vết phẩy. Còn trên tay mình đây, còn ba con này mình bán nốt cho mọi người này. XS 256GB bản Hàn Quốc, pin 98, full chức năng, lưng thay, thay đẹp luôn, lưng thay đẹp luôn. Mình để cho người với giá 5,900,000. 5,900,000 nhá, iPhone XS màu đen. Đây, full chức năng nhá. Mọi người nhớ là full chức năng này, bán Hàn Quốc nhá. 5,900,000 iPhone XS, rẻ ngang với lại iPhone 8 ở nhà mọi người mua rồi. Tiếp theo là trên tay mình là một con iPhone X. Con này là ai, con này XS. Con này cũng là 256GB nhá, full chức năng nhá. Pin cao này, mình để cho người với giá là 6,300,000. 6,300,000 thôi. iPhone XS 256GB màu trắng hình thức đây. Pin 9X to 100 thì phải. Nói chung là mình báo sẽ chuẩn với tình trạng. Nếu mà không chuẩn mọi người cứ trả hàng nhé. Bách hàng về, bên mình trả ship. Trên tay mình còn hai con XR độ 13 thường. Hai con này thì là XR thôi nhé. 64GB full chức năng. Mình xem còn pin không? Con này hết pin rồi. Mình xem con này còn pin không? Hai con đều hết pin. Thôi, nhưng hai con này pin đều là 88 này. Đây, hình thức thì đẹp như thế này. Hình thức đẹp như thế này. Giống tầm 99% luôn. Mình để cho người với giá là 6,200,000 nhá. 6,200,000 con iPhone XR độ 13 nhá. Thôi hôm nay mình video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người nhá, đã xem hết video của mình. Mọi người cần máy gì này, hoặc là muốn độ vỏ này, thay thế sửa chữa gì này, thì cứ kết bạn qua số Zalo điện thoại của mình là 033 nhá, 760-6917 nhá, để mình tư vấn mọi người nhá. Hẹn mọi người ở video ngày hôm sau nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.